bên đi chạy thân tháng luôn rồi chị. Bên đi chạy thân tháng luôn. Nãy giờ nó vậy mà, tại vì do nó là nguyên liệu nguyên liệu hữu cơ không mà, mấy cái bột cá, bột gà đâu đó. Nguyên liệu hữu cơ cắm không? Cắm gạo đưa. Cắm gạo thì nó cháy khói than đen thụ lụi chứ gì. Chị thấy xịt mà xịt cái chân vùng dầu ổng xi nhê gì nó luôn trời. Chị đồng rồi. Okay. Nguyên cái đống cái mấy cái canh dầu đó là gầu thối ruột thối gan với nó đó. Chị cũng nguyên liệu gì chạy mà mẹ. Lửa kìa, lửa ngay bốc, nó bốc ngay cho dầu kìa, lớn rồi kìa. Trời má ơi. Ê, sự chạy lạc cái ngọn lửa bên đó nó cháy khỏi nóc nhà luôn kìa trời. Thì lên sự chạy lãng thôi. Còn gì nữa không, lãng hết mẹ khu bên đó rồi. Không, ý em sửa lên sự chạy